chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhá. Và hôm nay thì chúng ta lại được xem một tình trạng lông mày khách hàng tới DK để xóa sửa. Thì như mọi người thể nhìn thấy đấy ạ, là hiện tại là gốc mực của bạn khách hàng chúng ta đang có dấu hiệu là bị chuyển sang màu xanh. Và nguyên nhân là do thành phần mực của khách hàng này nó không có chất chống trổ, nên là theo thời gian ấy, nó cũng giống như cái việc sắt nó bị rỉ đi và oxy hóa đấy ạ. Thì mực của chúng ta cũng bị chuyển màu. Và với những cái tình trạng mực như thế này thì chuyên gia tại DK sẽ có cách xử lý riêng với mỗi gốc mực khác nhau. Và trước khi mà lắng nghe chuyên gia chia sẻ về cái cách xử lý gốc mực thì chúng ta hãy cùng hỏi thăm như là làm quen với bạn khách hàng một chút nhé. Em chào chị ạ, chị cho em hỏi thăm là mình đến từ đâu hả chị và lý do gì mà chị lại biết đến DK ạ? Chị thì nghe qua giới thiệu của bạn bè thôi. À vâng, thế không biết là bạn bè của mình đã từng làm dịch vụ gì của bên em lại review cho mình để tới DK làm dịch vụ ạ? Bạn chị làm mày. À, cũng làm lông mày và cũng hút sửa như của chị đúng không ạ? Thế không biết là bạn bè của chị có giới thiệu với chị như thế nào mà chị lại quyết định là lựa chọn bên em ạ? Chị thấy dáng mày thì chị qua thì làm. Dạ vâng. Thế trước khi mà tới DK để làm lông mày ấy, thì mình đã đi làm lông mày ở nhiều nơi chưa ạ? Chị cũng có làm ở một vài nơi rồi. Dạ vâng. Có nghĩa lông mày của mình đã làm vài lần rồi đúng không ạ? Thế không biết là em xin chị một cái đánh giá của mình trước khi mà đấy mình tới đi cây thì mình có nhận xét gì về cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ nhân viên bên em không hả chị? Chị thấy rất là ok. Dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ em nhờ chị Giang giúp em là mình phân tích lại về cái tình trạng lông mày của chị khách ngày hôm nay này. Và ngoài ra thì cách xử lý như thế nào chị chia sẻ giúp em cũng như là các bạn đang xem live stream biết nhé. Gốc mực của bạn thì hiện tại vẫn còn rất là mới nhưng mà nó đã có cái dấu hiệu trổ rồi. Thì từ cái gốc mực như thế này thì bạn ấy sẽ cần phải xử lý theo liệu trình. Và mỗi một lần hút thì nó sẽ cách nhau khoảng tầm 5 đến 7 ngày. Vâng ạ, thế bây giờ lại bắt đầu mời chuyên gia là xử lý mực cho khách hàng nhé. Và cũng như chuyên gia vừa chia sẻ đấy ạ, là với những cái gốc mực còn mới như của chị khách của chúng ta ngày hôm nay mới chỉ làm được vài tháng thôi ý, thì nó vẫn còn khá là đậm ở bên dưới sâu bề mặt da của mình. Mực phun xăm thì càng lâu thì nó lại càng đào thải, càng nổi lên trên bề mặt da. Nên là với những cái gốc mực mà mình càng để lâu thì nó lại càng dễ xử lý hơn là những cái gốc mực mới. Và đó như chuyên gia vừa tư vấn đấy ạ, để được kết quả tốt nhất ý, thì khách hàng sẽ xử lý theo liệu trình. Đến khi nào cái nền của mình đủ sạch thì chị Ngoa Minh Vương, chuyên gia lông mày tại DK sẽ làm mới cho khách nhé mọi người nhé. Và ngoài ra thì bởi vì công nghệ của DK thì như mọi người có thể quan sát trên live stream đấy ạ, không hề gây cháy trụi lông này, không hề tổn thương da. Nên là thời gian nghỉ dưỡng của bên mình rất là ngắn, chỉ 5 ngày đến 7 ngày sau thôi là khách hàng có thể quay lại để xóa tiếp được rồi ạ. Không như những công nghệ mà nó gây bỏng rộp, gây lột da của chúng ta đấy, nó sẽ phải nghỉ dưỡng rất là lâu. 5 ngày đến 7 ngày sau thì khách hàng mới có thể qua xóa. À em xin lỗi, là phải đến 1 tháng sau thì khách hàng mới có thể là quay lại để xóa tiếp. Nhưng với công nghệ siêu laser Picomax của DK thì chúng ta chỉ mất thời gian nghỉ dưỡng là từ 5 ngày đến 7 ngày thôi ạ. Chị đang tiếp tục xử lý cho em nhé. Và đấy, tổng thời gian là cũng không đến 2 phút đồng hồ đâu là đã xong cái việc xóa lông mày cho khách hàng rồi. Nên là mọi người yên tâm là sẽ không gây khó chịu. Và mọi người nhìn thấy đấy ạ, vùng da của khách hàng hoàn toàn là không bị chảy máu này, không bị sưng hay là bị đỏ gì cả. Ngay sau khi xóa xong thì khách hàng không cần ăn kiêng gì cả, cũng như là chúng ta có thể trang điểm nếu như mà cần thiết nhé. Chị Giang giúp em thì bỏ kính mắt để cho chị ấy soi gương cái tình trạng lông mày của mình được không ạ? Mình có thể mở mắt ra xem giúp em nhé. Đây ạ, gốc mực của mình không biết là chị có nhận xét gì không ạ? Mình thấy nó có hiệu quả không ạ? Có. Lông mày của chị gái đã nhạt đến phải đến 50% rồi. Nhưng tuy nhiên thì chị lưu ý giúp em nhé, đây là chỉ cái lớp mực ở trên bề mặt da được xóa đi thôi. Và về nhà thì những cái hạt mực ở phía bên dưới nó sẽ tiếp tục vỡ ra và nó sẽ lại đẩy màu lên. Thì đó, cứ khoảng 5 đến 7 ngày sau chị có thể chủ động qua bọn em để xóa tiếp được rồi. Nên nếu chị không nhớ lịch thì 10 ngày một lần bọn em sẽ nhắc lịch giúp chị nhé. Và hiện tại thì DK đang có chương trình giảm giá lên đến 40% cho tất cả các dịch vụ laser. Nên nếu như là bạn nào đang có nhu cầu xóa laser về lông mày này, về môi mí hoặc là hình xăm tattoo cũng như là xóa làm hồng nhũ hoa thì mọi người có thể liên hệ qua hotline 0911 31 0000 hoặc 0912 31 0000 để được tư vấn kỹ hơn cũng như là đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của DK ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.